trong phiên từ sáu vừa qua, thị trường của chúng ta đã gặp những áp lực bán ngay từ đầu phiên cho đến giữa phiên chiều. Và từ đến giữa phiên chiều từ lúc 11 giờ 30 thì lúc đó thị trường của chúng ta đã có một cái dòng tiền vào và giúp cho rất nhiều cổ phiếu cũng như thị trường của chúng ta đã hồi phục lên đến là 11,6 điểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có những mã cổ phiếu thì nó không hồi phục quá nhiều, thậm chí là vẫn kết phiên ở những mức giá âm, vẫn điều chỉnh giảm. Thì giống như những cổ phiếu dạng như là SSI, HCM VCI thì liệu là những cổ phiếu như thế này thì chúng ta có nên nắm giữ tiếp hay không hay là chúng ta nên bán thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Rồi vâng, thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Vâng, sau khi kết phiên mà thị trường rút chân cũng như hồi phục tốt như thế này thì những nhà đầu tư nào mà cầm nắm được những cái cổ phiếu ví dụ như là nhóm bất động sản mà nó có cái đào hồi phục và đà tăng rất tốt, ví dụ như là Novaland DXG, DG hoặc KDAT thì cảm thấy rất là vui Thế nhưng mà những nhà đầu tư nào mà đang cầm nắm những cổ phiếu dạng như là SSI, HCM, VCI thì cảm thấy nó nó hơi khó chịu bởi vì là cổ phiếu nhà người ta hồi phục rất là nhiều nhưng mà cổ phiếu mình nắm thì nó lại không hồi phục trong khi những cái phiên trước khi mà thị trường chỉ hơi chớm gặp áp được bán thì đây là những cổ phiếu nó lại giảm đầu tiên Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là những lý do mà chúng ta sẽ đưa ra được cái hành động là liệu có nên nắm giữ hay là phải bán cổ phiếu này, các chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích một chút về yếu tố thị trường chung và nhóm chứng khoán. À, thị trường chung thì hiện trong thời gian hiện tại thì nó đang có cái vận động không thực sự là quá tích cực, không quá tích cực, các anh chị nhé. Bởi vì tại sao lại như vậy? Thứ nhất ấy, là để mà nhận định xu hướng của thị trường nó không phải diễn ra từ một phiên, một phiên này nó sẽ không nói lên được điều gì, mà muốn vận phân tích và nhận định ra một cái xuống của thị trường thì chúng ta phải phân tích qua chuỗi nhiều phiên đó chuỗi nhiều phiên thì chuỗi nhiều phiên gần đây trong hai tuần gần đây thì trong khoảng tầm là hơn 2 tuần thì thị trường của của chúng ta đã xuất hiện là ba phiên phân phối ba phiên phân phối ở đây hai ba phiên phân phối thì đây là một trong những cái trạng thái nó không quá tích cực đối với thị trường không quá tích cực đó bởi vì là trong một giai đoạn ngắn mà thị trường xuất hiện quá nhiều phiên phân phối thì chưa bao giờ nó là tích cực và nếu như thị trường muốn tạo ra được những xu hướng mới thì chắc chắn là cũng sẽ cần phải có những yếu tố tái tích lũy um, trong một khoảng thời gian nào đó chứ không thể nào mà đi lên luôn được thường cái những cái sản xuất đó nó rất là thấp các chị nhé và chúng ta nhìn thấy được cái biên giao động của thị trường nó càng ngày càng nở ra càng ngày càng rộng ra trong khi giai đoạn trước thì thị trường đi lên nhưng mà cái biên nó rất là hẹp cái biên vận động nó rất là hẹp ở đây thì nó không có những yếu tố co giật và không có những yếu tố dòng tiền thoát ra. Đó. Thứ hai, đó là nhóm chứng khoán thường là chỉ báo chỉ báo đi trước cho thị trường. Tức là có những giai đoạn mà thị trường của chúng ta chưa tăng nhưng những nhóm cổ phiếu chứng khoán nó có thể là nó nó sẽ tăng trước. Em lấy ví dụ trong trong tháng 4 thì những nhóm cổ phiếu mà nó đi trước thị trường đó là FTS từ tháng 3, tháng 3 tháng 4 ở đây thì FTS BSI Đi. Đó. rất nhiều những cổ phiếu chứng khoán khác hoặc là agr thì nó đã chạy trước thị trường tức là nó đã báo hiệu cho thị trường là nó sẽ có những con sóng trong những cái thời gian phía sau thế nhưng ở giai đoạn hiện tại khi mà thị trường của chúng ta đã tăng được một giai đoạn khá là nhiều rồi mà lại xuất hiện những sự co giật đi kèm với đó là những cổ phiếu uh, mang tính chất là dẫn dắt là những cổ phiếu đầu ngành mang tính chất là leader thì hiện tại là nó lại không nó lại không ủng hộ và nó lại không đi trước thị trường cũng như là khi thị trường hồi phục mà nó lại không hồi phục nhiều thì đây là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra và cũng như là chúng ta cần phải suy ngẫm, các chị nhá. OK, ừ, thứ hai là để bán được một cổ phiếu thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí bán như thế nào? Thứ nhất là nếu như một cổ phiếu nó xuất hiện những cái nhịp co giật mạnh và tạo những mẫu hình phân phối, ví dụ có thể là vai đầu vai, mẫu hình hai đỉnh thì đây là một trong những lúc mà chúng ta cần phải cân nhắc cho những cái việc bán. Đó, em lấy ví dụ. Ví dụ như là um, HAG. Cày HAG là một cổ phiếu trước đó trong cái giai đoạn hai uh, năm 2022 nó có một cái đà tăng cũng rất là ấn tượng. Nó tăng cũng từ đáy lên đến cái vùng đỉnh lên lên tới là 100% tức là x2. Một cổ phiếu x2 thì trong vòng ở đây là từ tháng 6 cho đến tháng 9. Đó. Thế nhưng trong cái giai đoạn này sau một cái đà tăng thì nó bắt đầu có những yếu tố co giật nó thường xuyên tạo những dâu, dâu nến và cái biên giao động nó rất là lớn ở đây thì đây là một trong những dấu hiệu mà nó um, nó nó không tốt trước tiên em đánh giá là không tốt đã các chị nhá và um, các, các anh chị nào mà có xem các video thường xuyên của Tùng Lê thì các anh chị có thể nhớ lại được là uh, sau cái phiên ngày 23 tháng 9 thì đây là một cái phiên mà em có khuyến nghị cho các anh chị uh, trên video luôn trên kênh YouTube là các anh chị nên bán đối với HAG bởi vì cổ phiếu nó đã có một quá trình tăng dài và có một phiên break lên nhưng mà không tạo ra được đà tăng nó có yếu tố co giật thì chúng ta phải có những cái hành động quản trị rủi ro trước tiên là quản trị rủi ro các anh chị nhé đó thì em đã có khuyến nghị các anh chị bán và sau đấy thì các anh chị thấy được là nó có những cái pha bán rất mạnh ở đây bán ở phiên ngày 28 tháng 9 giảm sàn thậm chí là sau đó thì cổ phiếu nó tiếp tục là hồi phục với mức là tăng trần ở phiên ngày 30 tháng 9 thì em cũng tiếp tục khuyến nghị cho anh chị là anh chị phải bán vì khi cổ phiếu nó đã xác nhận là nó gãy rồi thì lúc đó là dù có tăng trần chúng ta cũng vẫn phải bán. Giống như là DIG. Đây, DIG dạng này cũng tương tự là như vậy. Đó, hoặc là thí dụ như là um, PVD. PVD. Đây là giai đoạn mà cổ phiếu nó tạo ra một cái mẫu hình vai đầu vai ở đây. Đây là một cái mẫu hình vai đầu vai. Đây, đây là một cái mẫu hình vai đầu vai. Và em đã có khuyến nghị bán cho các anh chị rất rõ ràng trong các video đó là các anh chị phải bán và nếu như trong những cái vùng này mà các anh chị không bán thì cổ phiếu nó giảm ở một mức rất mạnh lên tới là khoảng tầm là 40% ở đây đó thì đầu tiên đạt những tiêu chí là xuất hiện những nhịp con giật mạnh là chúng ta phải phải bán thứ hai là gãy nền gãy hỗ trợ gãy nền gãy hỗ trợ giống như là cổ phiếu của HAG HAG nó nó đi lên nó xây một cái nền mới và nó gãy đây trên cái phiên ngày 28 tháng 9 là một phiên nó gãy nền nó gãy nền gãy hỗ trợ thì lúc đó là chúng ta phải bán và nếu như không bán được phiên này thì sau cái phiên ngày uh, ngày mùng 4 tháng 10 cũng là phiên mà phải bán bởi vì đó cũng là một phiên gãy hỗ trợ đó thứ ba là gãy kênh xu hướng và đây là một trong những điều quan trọng nhất bởi vì nếu như các anh chị học về phân tích kỹ thuật thì kênh xu hướng nó là một cái kênh mạnh nhất trong tất cả những cái hỗ trợ và nó đã thể hiện được cái xu hướng trong tương lai ví dụ như là đây em cũng lấy ví dụ chính ở cổ phiếu này đây là cái phiên đây đây là đây là một cái kênh xu hướng của cổ phiếu khi nó đã xác nhận gãy nó đã xác nhận gãy ở cái phiên ngày mùng 4 tháng 10 thì nó sẽ báo hiệu cho một, một cái trend mới nó có thể là Ờ uh, nó là một cái chen đi ngang tái tích lũy hoặc là một cái chen đi xuống lên một cái xuồng xuống thì nó là xu hướng nào thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian đó trong trường hợp mà tiêu cực thì nó sẽ giảm rất mạnh và trong trường hợp mà tích cực hơn thì nó cũng vẫn phải tái tích lũy lại đó tái tích lũy lại thì sau đấy nó mới có thể đi lên được tức là nó cũng sẽ sẽ không tăng không tăng mạnh trong một thời gian mà nó phải đi ngang lình xình rất là khó chịu đó tiếp theo là giảm nhiều hơn và hồi phục ít hơn đây là một trong những cái yếu tố mà các anh chị sẽ đánh giá được cái sức mạnh của cổ phiếu khi mà một cổ phiếu mà nó giảm nhiều hơn thị trường và đến khi thị trường hồi phục nó cũng không hồi phục được mấy chứng tỏ là dòng tiền đang không hướng tới cũng như là nó đang là một mã cổ phiếu yếu hơn thị trường đó và cái cuối cùng đó là nguyên tắc cơ cầu bán bán mã yếu và giữ mã khỏe thường thì mọi người sẽ làm ngược lại. Ví dụ như là các anh chị đang có một cổ phiếu lãi và một cổ phiếu lỗ. Thì thường là các anh chị sẽ sợ mất lãi và các anh sẽ sẽ dễ dàng gồng lỗ hơn, các anh chị sợ mất lãi. Ví dụ như là Novaland. Đây, Novaland là cổ phiếu các anh chị thấy đây là một cổ phiếu khỏe. Thì khi khi thị trường chưa chưa vượt đỉnh thì nó đã hồi phục và nó vượt đỉnh trước thị trường. Đúng không ạ? Đây cái ngày ngày 8 tháng 8 là ngày mà thị trường của chúng ta tạo một cái đỉnh ngắn hạn. Đây ngày 8 tháng 8 là một phiên mà thị trường tạo ra một cái đỉnh ngắn hạn ở đây. Thì hiện tại thì thị trường của chúng ta chưa vượt được cái đỉnh ngày 18 tháng 8. Thế thế nhưng Novaland thì nó đã vượt được cái đỉnh ngày 18 tháng 8. Thì những cái mã cổ phiếu khỏe là những mã chúng ta phải giữ lại. Giữ lại thì nó khỏe nó lại càng sinh lời và lại là những cổ phiếu nó càng an toàn. Thế nhưng mà những cổ phiếu mà đã yếu thì khi thị trường hồi phục nó không hồi phục nhiều mà khi thị trường giảm nó giảm đầu tiên tức là cái số lỗ của chúng ta càng ngày nó càng gia tăng đó cho nên là cái việc mà chúng ta cơ cấu bán là chúng ta phải bán những cái mã cổ phiếu yếu và sẽ phải giữ lại những mã cổ phiếu mạnh đó mới là cái nguyên tắc chuẩn nhưng đa phần các nhà đầu tư đặc biệt các nhà đầu tư f thì thường lại làm ngược lại và không biết các anh chị hiện tại các anh chị có đang uh, thực hiện như vậy không bởi vì là bán cắt lỗ bao giờ nó cũng khó đó bán cắt lỗ bao giờ nó cũng khó các anh chị ạ à? ok thế thì um, vậy thì đối với ba um, cổ phiếu SSI, HCM và Visa nó có hội tụ được những cái yếu tố này không? thì thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ nhìn với SSI. SSI là cổ phiếu mà um, thứ nhất là giai đoạn này là nó đang co giật mạnh, đây là nó đang co giật mạnh anh chị nhé. Đây là một giai đoạn co giật mạnh. Trong giai đoạn trước đây là những giai đoạn mà cổ phiếu nó nó đi nó đi ngang với những cái biên nó rất là hẹp ở đây. Đó, đây là những cái biên hẹp. Thế nhưng giai đoạn này là giai đoạn mà nó co giật mạnh và nó có biên vận động tương đối mạnh cũng như là ở đây thì chúng ta không biết được là nó có tạo ra mô hình hai đỉnh hay không nhưng ở đây tạm thời là đang có một cái mẫu hình phân phối là một cái mẫu hình hai đỉnh ở đây. Đó, chúng ta sẽ không biết được khi nào mẫu hình hoàn thành xong thì chúng ta mới mới biết được nhưng ở đây là chúng ta nhìn thấy dấu hiệu là chúng ta cũng phải có những cái yếu tố quản trị rủi ro rồi. Thứ hai, đó là yếu tố về gãy nền gãy hỗ trợ thì cổ phiếu này nó nó đã bị gãy ở cái phiên ngày mùng 10 tháng 8. Các chị nhá, ở ngày mùng 10 tháng 8 là cổ phiếu đã gãy rồi. Đó, thứ ba đó là gãy kênh xu hướng thì cổ phiếu SSI. Đây, SSI là chính thức là gãy kênh xu hướng ngắn hạn. Nó kênh xu hướng ngắn hạn ở phiên ngày mùng 10 tháng 8 tức là ở cái phiên thứ năm vừa qua. Đó, và yếu tố tiếp theo đó là giảm nhiều hơn và hồi phục ít hơn khi thị trường hồi phục thì các chị có thể thấy được là Uhm, thị trường của chúng ta thì đã bị bán từ phiên ngày mùng 8 đó ngày mùng 8 thị trường chưa giảm mà cổ phiếu này nó đã quay đầu giảm 2% và tiếp tục thị trường của chúng ta cái phiên ngày thứ năm giảm thì nó cũng giảm đến khi thị trường của chúng ta hồi phục trong phiên thứ sáu ngày 11 tháng 8 thì cổ phiếu nó chỉ hồi phục được có 0,18% chứng tỏ hiện tại là nó đang không có dòng tiền hướng tới đó và nó đang là một trong những cổ phiếu mà nó có dấu hiệu yếu hơn thị trường thứ thứ hai đó là HCM đây HCM thì chính thức là cái phiên ngày 12 vừa qua hôm thứ sáu vừa qua là một phiên mà cổ phiếu nó gãy gãy hỗ trợ các anh chị nhá nó mới gãy hỗ trợ và đây cũng là một cái giai đoạn vận động tương đối lỏng mà các anh chị thấy được là cái biên vận động càng ngày nó càng gia tăng đây cái biên vận động càng ngày nó càng lớn hoặc nếu chúng ta vẽ lên trên này thì nó sẽ chính xác hơn đây đó, các anh chị thấy là cái biên càng ngày nó càng lớn đó tiếp theo là gãy kênh xu hướng thì ở đây thì cổ phiếu hcm ở trong một cái kênh ngắn hạn đây đây là một kênh ngắn hạn thì nó đã gãy còn một cái kênh dài hơn một chút một kênh dài hơn một chút đây thì nó chưa gãy nó chưa gãy anh chị nhá đây là một cái kênh dài hơn một chút thì nó chưa gãy nhưng trong một cái ngắn hạn đây là nó đang có rượu gãy đó. và cái yếu tố liên quan đến giảm nhiều hơn hồi phục ít hơn thì như em vừa phân tích anh chị có thể thấy rất rõ trên biểu đồ ạ. Đó thậm chí là nó không được như S&P và thị trường hồi phục nó vẫn còn giảm điểm. VCI cũng tương tự là như vậy. VCI Đây, có một cái kênh xu hướng ngắn hạn đây là nó cũng đã chính thức gãy. Cũng như là một cái hỗ trợ ở đây. Đây, một cái hỗ trợ ở đây thì nó cũng đang có dấu hiệu là chuẩn bị gãy. Đó, cái biên giao động các anh chị cũng có thể thấy rất rõ trong giai đoạn này là giai đoạn mà cổ phiếu nó có những dao động nó rất là chặt các bạn rất là chặt. Đây, một phiên sau một phiên gãy đây thì nó lại đi lên rất là nhanh, nhưng giai đoạn này là giai đoạn mà nó đang mở biên. Nó đang mở biên dao động. Đó, và đây là một cái giai đoạn dao động rất là lỏng ở đây. Nó đi kèm với đó là cái phiên ngày mùng 4 tháng 8 là một phiên break nhưng không đi kèm theo khối lượng, tức là nó không đi kèm theo cái ý chí của dòng tiền lớn. Mà sau phiên đấy, cổ phiếu nó điều chỉnh giảm và giảm hết cái cây ngày mùng 4 tháng 8 thì đây là một điều nó không được mấy tốt đẹp. Đó. Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau và xem là những cổ phiếu này nó đang có vận động như thế nào. Thế vậy thì với những gì mà em vừa có phân tích cho các anh chị thì gần như là những cổ phiếu này nó đều đang đạt được là khoảng tầm từ 3 cho đến 5 cả tiêu chí để bán một cổ phiếu ở đây. Và chúng ta không biết được là liệu cổ phiếu của chúng ta nó có tăng tiếp hay không. Nhưng ở đây ấy thì em có một cái câu chuyện nó là không sợ mất đi cơ hội chỉ sợ chúng ta làm sai nguyên tắc bởi vì thường thì chúng ta chỉ thua lỗ khi chúng ta làm sai nguyên tắc cố mua giả sử cố mua hoặc cố giữ đó thí dụ như cổ phiếu nó không có để mua mà chúng ta cố mua thì đôi khi cái việc mà chúng ta thành công được nó cũng không vui vẻ gì nhưng mà thất bại thì đó là một cái bài học rất là lớn và cái việc mà bán một cổ phiếu nó là chuyện rất là bình thường anh chị nhé bán xong nó tăng là chuyện rất là bình thường Thế nhưng nếu như chúng ta vẫn tuân thủ được những, những nguyên tắc, những tiêu chí mà chúng ta đề ra thì đó mới là điều mà giúp cho chúng ta có thể là đi lâu dài và bền vững trên thị trường được. Các chị nhé Đối với trong đúng khách hàng của em thì hiện tại em không có khuyến nghị cổ phiếu nào đối với HCM, VCI và SSI mà bên em đang nắm VND nó đang ở những cái mẫu hình riêng thì vẫn có thể nắm giữ nhưng với những cổ phiếu này thì ở đây ạ, bình thường thì các anh chị sẽ thấy là các kênh youtube chỉ nói đến những điểm mua đều nói đến những điểm mua và gần như không ai nói đến những cái điểm bán thế nhưng mà đôi khi không nhất thiết phải khuyến nghị cho các chị một mã cổ phiếu để các chị mua mới là giúp các anh chị mà nếu đưa ra được một góc nhìn bán cổ phiếu mà nó là tốt các anh chị nhá chẳng may mà sau này nó nó giảm điểm nó tiếp tục điều chỉnh thì đó cũng không khác gì là đã khuyến nghị cho các chị được một cái mã mua tức là các anh chị đã lãi được trên những cái phần lỗ các anh chị nhá ok thế thì um, qua những cái phân tích vừa qua thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm bán của những cổ phiếu SSI, HCM, VCI là như thế nào. Thứ nhất, đối với SSI thì em đánh giá là cái điểm bán điểm bán của cổ phiếu SSI nó chính là cái đường MA50, em xin lỗi MA20. Đây là một cái đường cơ sở. Thường khi thủng những cái đường này rồi mặc trong những lần đầu tiên mà về phục thì đây là những cái điểm bán. Anh chị nhá, một cái nguyên tắc là gì? Là khi thủng khi thủng thì lần đầu tiên về thường đấy nó sẽ là điểm bán và cái vùng bán nó sẽ là vùng giá là 29 cộng trừ ở đây 28.9 anh chị nhé đó và có một nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc hồi phục 50% thì cái vùng này cũng là một cái vùng mà nó sẽ đạt được cái tiêu chí là 50% của cái nhịp điều chỉnh này đó thứ hai đó là HCM HCM thì em đánh giá điểm bán nó sẽ là vùng 30.5 cũng là trùng với cái vùng đường MA20 ở đây nó thường thì khi thủng MA20 là hồi phục về MA20 nó sẽ là cái điểm bán. Đó. Thứ ba đó là VCI. VCI thì em đánh giá nó sẽ có cái vùng bán là vùng 43.8. 43.8 thì nó sẽ bắt đầu từ cái đường MA20 cho đến một nửa của cái nhịp nhịp giảm này. Các các chị nhá. Đó. Đây là một cái nhịp giảm. Thì chúng ta sẽ có nguyên tắc là à, giảm từ đường M20 cho đến một nửa thì đây sẽ là những vùng bán ok và liệu là có những kịch bản tích cực nào với SSI, HCM và Visa hay không thực ra thì không có một cái điều gì trên thị trường chứng khoán là không xảy ra được đó dù cho chúng ta có thể là phân tích cổ phiếu có điểm mua rất đẹp đó nhìn đồ thị rất đẹp đạt rất nhiều những tiêu chí mua thế nhưng thị trường mới là người quyết định và thị trường luôn luôn đúng cho nên là cũng không loại trừ những kịch bản là cổ phiếu ba cổ phiếu này nó sẽ có những kịch bản tích cực ví dụ như là nó có thể diễn ra những mẫu hình gãy nền tích lũy lại giống như là C4G và HDC ví dụ như HDC sau một cái đà tăng trong cái đà tăng thì cổ phiếu này nó cũng có nhịp gãy nhịp gãy từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 Để các anh chị thấy được là đây là một kênh xu hướng này nó cũng đã gãy có cái hai phiên và sau đấy nó tái tích lũy trở lại. Vừa gãy để hỗ trợ nhá, đây là một cái hỗ trợ. Vùng giá là vùng giá 29 đây. Đó, cái phiên ngày 29 là gãy hỗ trợ và gãy trên. Thế nhưng sau đấy nó có yếu tố tái tích lũy trở lại và thường thì nó cũng phải mất một khoảng thời gian tùy vào từng cổ phiếu độ mạnh yếu. Đây các anh chị thấy là nó đã có một nhịp tái tích lũy với von kiệt ở đây. Thì lúc đấy là nó mới có thể tạo một nhịp mới đi lên được. Hoặc C4G ở đây đó C4G thì nó cũng có một cái nhịp gãy đây là một cái kênh xu hướng một kênh xu hướng ở đây thì nó cũng đã có một nhịp gãy nền một nhịp gãy nền ở phiên ngày 31 và phiên ngày mùng 1 tháng 8 sau đấy thì nó có một nhịp bật đó chưa biết là nó bật dài không nhưng mà ít nhất là nó có một cái nhịp bật ở đây thì đây cũng có thể là một trong những kịch bản tuy nhiên với kịch bản này thì em đánh giá là cái xác suất nó diễn ra thấp bởi vì những yếu tố nó đã không ủng hộ nhiều hơn anh chị nhá đó thực ra thì với cổ phiếu này là cổ phiếu mà em không có khuyến nghị các anh chị trong đuôi hàng mua thế nhưng uh, giả sử như trong trường hợp mà cổ phiếu tăng các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu tăng em cũng không được gì mà kể cả cổ phiếu nó có giảm em cũng không được gì tuy nhiên với mong muốn là mang đến một cái góc nhìn và kiến thức cũng như là những cái tham khảo cho anh chị trong những thời gian tới thì đây là một trong những cái mà các chị có thể tham khảo được anh chị nhá và đây là những cái giá trị mà em mong muốn mang đến thì nếu như anh chị nào mà các chị cảm thấy phù hợp anh chị thấy nó là hợp lý thì anh chị có thể hành động hoặc nếu như các anh chị không thấy cảm thấy hợp lý thì anh chị có thể không hành động hoặc các chị có thể để lại phần bình luận để cho chúng ta có thể có thêm góc nhìn và nâng cao cái hiệu quả đầu tư quá trình đầu tư trong những thời gian tới anh chị nhé hy vọng đây sẽ là một cái video mang đến những góc nhìn để làm căn cứ cho anh chị có thể là um, đưa ra những quyết định giao dịch hiệu quả trong những thời gian tới dạ vâng, em cũng xin được kết thúc video tại đây. thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.